Dám xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được đồng hành với vì các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và trong video ngày hôm nay anh xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của khu vực phía Bắc. Em đang đi trên con đường này, đó là những hình ảnh của con đường biển Phạm Văn Đồng hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang vị. Vị trí này là giao giữa con đường Điện Biên Phủ với con đường Phạm Văn Đồng. Biết có cái gì mà sao cảnh sát họ không có cho đi thẳng tiếp vậy, giờ phải rẽ bên qua đường Ba Lan. Hôm nay là vào buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 2024 quý vị. Đây có các cái quán Tràng An quán này, mấy cái quán nhậu quán ăn khu vực ở đây cũng nhiều lắm. Hướng này của Điện Biên Phủ thì quý vị có thể đi lên giao lại với đường 2 tháng 4, ngay vị trí của bến xe phía Nam, bến xe phía Bắc. Đây góc này giao giữa Điện Biên Phủ với con đường Ba Làng, bây giờ là thống nhất nó là con đường Dương Hiến Quyền quý vị. Mấy ngày lễ này là xe ô tô rồi mấy chiếc xe du lịch, cái xe mà đưa đón những tour đoàn đến Nha Trang du lịch rất là đông. Hôm nay bên tay phải là giáo xứ Ba Làng quý vị, ngay góc của đường Dương Hiến Quyền, Mai Xuân Thưởng với con đường Phạm Văn Đồng. Bên tay phải là đi qua Mai Xuân Thưởng. Cái đoàn khách lớn nghỉ dưỡng ở một số khách sạn ở gần khu vực phía Bắc. Tiết Nha Trang mấy ngày nay cũng nắng nóng quý vị, vào ban ngày nắng nóng lắm, mà được giải nhiệt bằng những cơn gió mát từ biển vào mỗi buổi tối. Thường mỗi năm thì thời tiết vào giai đoạn này thì khi mà Nha Trang mà nắng nóng á là sẽ có mưa, mà năm nay vẫn chưa có một cơn mưa nào quý vị. Hiện giờ này thì đa số là khách tây họ giờ này họ tắm biển với tắm nắng. Góc này là con đường Đặng Tất với con đường Phạm Văn Đồng. Và tay trái vì và các bạn đó là biển Hòn Chồng, một trong những bãi biển cũng rất đẹp khu vực ở phía Bắc, gần khu vực ngã ba của đường Hòn Chồng và con đường Phạm Văn Đồng. Ở đây thì rất là nhiều những cái hotel, đặc biệt là khu Mường Thanh, Biển Triều. Khách Kazakhstan em thấy đa số họ nghỉ ở bên này nhiều, họ nghỉ dưỡng ở bên đây, rồi họ ra biển Hòn Chồng họ tắm biển tắm nắng, đi bộ ra rất là gần. Buổi tối thì ở đây cũng nhộn nhịp, các cái cửa hàng buôn bán ăn uống hoạt động nhộn nhịp về đêm. Khu vực biển Phạm Văn Đồng gần Hòn Chồng, phía từ xa bên kia là danh thắng Hòn Chồng, trong những danh thắng thu hút cái lượng khách du lịch vào các dịp nghỉ lễ này. Hiện tại thì khách du lịch cũng đang tham quan danh thắng đông lắm vì cái đoàn khách tour lớn không à. Ở phía bên kia đường là khách tour lớn họ đổ xe đó. Danh thắng Hòn Chồng này là thời điểm mà trước dịch khách Trung Quốc rất là đông. Chỗ này là cái cầu vượt. Hôm
mấy ngày qua thì ô tô là đường phố là ô tô rất là nhiều. Thì dọc đoạn này thì có nhiều cái quán hải sản. Nằm phía dưới gọi là đồi La Sang. Đây là những hình ảnh của cái cầu Trần Phú hướng đi về trung tâm thành phố. Cầu này nó cao quá, cho nên là buổi chiều đi dạo trên cầu này gió mát rồi rượi luôn.
biển ngày 30/4 vậy, vào buổi sáng nè, trời nắng đẹp, nước biển trong xanh. Nước sóng nhẹ. Biển giờ thủy triều vô rồi, chiều bắt đầu nó rút ra, bờ biển nó sẽ rất là cạn. Ở khu vực công viên biển rất là mát luôn, cây dừa rồi cây dương, cây bàn ngồi dưới mấy cái đá này mát mẻ lắm vậy. Và biển giờ này tắm cũng rất là sướng luôn, biển giờ này tắm thì nó không có lạnh, nước thì nó trong, giờ này nước biển nó trong lắm, rồi sóng thì nhẹ nữa, xuống tắm nó mát mát đã lắm quý vị. Thank you.
Bình thường biển giờ này thì đa số là khách Tây tắm nhiều, mà do mấy ngày lễ này cho nên có khách nội địa nữa, họ cũng ra họ tắm biển giờ này rất là mát. Anh di chuyển qua đây là những hình ảnh của đường Hồng Văn Thụ và đường Lê Lợi nè. Khu vực ở đây là những quán nem nướng rất là nhiều quý vị. Bên kia là có nem nướng Vũ Thành An. Còn bên này thì có nem nướng Đặng Văn Nguyên. Có du khách cũng đang vào bên trong ăn nem giờ này đông lắm. Còn số mua về nữa. Ở đây thì một phần họ bán 50k quý vị. Là một phần mang về 50k, nhưng mà khi ăn tại chỗ thì hình như là một phần là 52k. Và em di chuyển trên con đường này, đó là những hình ảnh của đường Lê Lợi. Hướng này đi thẳng là ra ngay vị trí của cổng chợ Đầm. Chúng hình của quý vị các bạn là con đường Phan Bội Châu này, trong con đường chuyên bán mấy cái đồ thờ cúng rồi mấy cái đồ đồng. Ngay góc của đường Sinh Trung, bên tay phải, bên tay trái là Phương Câu, và đi thẳng qua bên kia là con đường Thống Nhất ngày nay, năm xưa là con đường Độc Lập. Phía trước là bùng binh thông tin nha mấy. Để bên tay phải là hướng sẽ đi qua đường 2 tháng 4, hướng đi cầu Sông Bóng cũng như là ra đèo Rù Rì. Con đường Thống Nhất ngày nay là chuyên kinh doanh buôn bán